Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Quốc. Thì video clip hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề mà khi em bé nóng sốt thì các bạn phải xử lý làm sao. Thì ở đây mình chia sẻ kinh nghiệm và mình cũng đọc thêm những cái kiến thức của những người khác chia sẻ, thì mình làm cái video này để chia sẻ với các bạn, cho các bạn có được cái kinh nghiệm để xử lý khi mà bé bị nóng sốt thì phải làm như thế nào. Quên, mình đang sạch là mua sắm đồ tốt. Thì đây mình cũng hay mua đồ ở trên này. Mình quay điện thoại thì mình mở đồ lên cho bạn xem cho nó sinh động thôi. Đây mình mua, mình ngắn dưới đây mình tìm mua. Thì quay lại cái chủ đề mà các bạn cần phải xử lý mà khi bé nóng sốt á, thì khi bé nóng sốt thì cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau nha các bạn. Thì tùy độ tuổi mà khi các bạn đi mua thuốc á, thì ở tiệm thuốc nó sẽ bán khác nhau. Thuốc thì chủ yếu là paracetamol, thì đó là để giảm đau hạ sốt rồi nha các bạn. Những cái nguyên nhân bé mà bị sốt là như sau. Thứ nhất là bé có cái đi chích ngừa cũng là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho bé bị nóng sốt nha các bạn. Nóng sốt này thì khoảng tầm 1 đến 2 ngày thôi là bé hết. Thì mình chủ yếu là sử dụng paracetamol để hỗ trợ thêm giảm đau hạ sốt cho bé thôi ha. Còn những nguyên nhân khác như là mụn răng thì cũng có thể là bé sẽ bị nóng sốt. Nhưng mà nó cũng tối đa là khoảng tầm 1 đến 2 ngày thôi. Thì các mẹ cũng không nên lo lắng. Thì theo kinh nghiệm của con của mình thì mình thấy là bé con mình nóng sốt là nó chủ yếu là bị sốt dạng siêu vi thôi. Thì mình đã từng đi khám bệnh viện di động thì sốt siêu vi, nhưng mà nó sốt thường bé sốt liên tục thì các bạn rờ vào thì cảm thấy bé nóng, bạn rất là sốt ruột và bé nó cũng khóc nữa, thì làm cho các bạn rất là nôn nóng, cho nên muốn ôm bé đi đến bệnh viện. Thường thì mình đã ẵm đi đến bệnh viện thì nếu mà ngoài những trường hợp sốt xuất huyết hay là những cái trường hợp khác mà nặng thì bé mới được các bác cho nhập viện. Còn những cái trường hợp còn lại á, thì các bác cho bé về nhà. Đó, thì bé về nhà thì bác sĩ sẽ bán cho bạn là thuốc giảm đau hạ sốt. Khi mà bé nóng sốt thì mới cho uống. Đây mình chia sẻ. Thường nóng các bạn có thể xử lý bằng cách là lau nước ấm ấm á, là mát cho bé thì nó sẽ tốt hơn là các bạn dùng thuốc ở vô mà các bé
bị sốt mà không có cao á, mình dùng thuốc thì cũng không không có tốt lắm. Thì bé về bé cũng không có chịu uống thuốc nha các bạn, cũng hơi khó khăn á. Như con mình thấy nó cũng không có chịu dùng thuốc. Dụ dụ từ từ bỏ vô sữa uống, nhưng mà bỏ thì nhiều bác sĩ cũng cũng la nói bỏ vô rồi mốt nó sợ nó không dám uống rồi sao. Đó, thì do mình lúc thấy bé nhỏ mình đè mình cán cho bé uống thuốc thì mình thấy mình cũng lo. Mình thấy hơi sốt ruột với khóc quá thôi, mình cũng không có đè cán nữa, mình cũng đổ thuốc, bỏ thuốc cho cái sữa đó, pha với chung sữa đó cho bé uống. Nhưng bé uống cũng không đều. Nhưng mà theo kinh nghiệm mình thấy là bạn nên 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 đút muỗng ngay từ đầu nha các bạn, để cho bé nó quen với lại thuốc. Bé dễ uống thuốc thì khi bệnh á, chịu uống thuốc thì rất là dễ, còn bé mà không chịu uống thuốc thì nó lâu hết, thì bố mẹ cũng mệt mỏi. Thì ba mẹ thì nhiều khi có người trong nom giúp đỡ thì cũng không sao, nhưng mà bố mẹ đều đi làm á thì nó cũng hơi khó. Thì giai đoạn từ 0 đến khoảng 2 tuổi thì số bé nó mọc răng rất là nhiều, thì sốt cũng rất là nhiều, thì các bạn phải chịu khó theo dõi khi sốt cô bé có mọc răng hay không. Còn chích ngừa thì bạn không hiểu là về số bé thì nó phản ứng lại nó sốt là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chích ngừa lần đầu các bạn nó sốt bé khóc dữ lắm nha, thì con mình thấy nó khóc cũng nhiều nên lúc đó mình cũng lo lắng, nhưng mà thôi cố gắng ẵm và bé lên vai đó, mình thấy cũng hay, dỗ từ bé nín mình cho uống thuốc vào thì nó đỡ hơn. Đó là một số một vài cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ cho các bà mẹ mà các ông bố mà chuẩn bị sắp có con đó ha, thì cũng nên chuẩn bị tâm lý để mình có những cái chuẩn bị sau này để các bạn có cái kinh nghiệm. Nhiều bạn chia sẻ thì nói mình nói tào lao, nhưng mà thật sự đó là cái kinh nghiệm đó của mình đó nha các bạn. Tại các bạn sốt mà các bạn vô các bạn hối bác sĩ thì cũng không được đâu. Tại sốt mà các bạn muốn đang nóng rồi các bạn xuống cái ào lạnh liền là không có được. Thuốc thì nó cũng phải uống có thời gian, cũng khoảng tầm tiếng trở lên nó mới có cái tác dụng, và sử dụng thuốc thì cũng khoảng 2 ngày thì bé mới có thể triệu chứng, là 1 đến 2 ngày nó mới giảm bệnh nha các bạn. Uống phải 3 liều thuốc rồi cũng khoảng 2 đến 3 ngày thì nó mới có tác dụng, thì bệnh nó mới giảm, thì bạn phải chú ý chứ không phải lúc nào các bạn cũng mang đi đến bác sĩ là hết bệnh đâu nha. Cái này kinh nghiệm của mình, cho nên bạn phải lưu ý về cái việc mà bé nóng sốt. Cũng có trường hợp là nó không có nóng sốt, cũng bệnh khác như là bé bị lòng ruột chẳng hạn, nó cũng bị, nó không nóng sốt nhưng mà nó có biểu hiện đau bụng chẳng hạn. Đó là một
thì quan trọng là bố mẹ theo dõi bé thôi, chứ không thể nào mà cái chuyện các bạn xách đi bác sĩ cũng không tốt. Nhiều khi bé nó sợ, nó sợ đi bác sĩ lắm. Thì vừa rồi là những cái chia sẻ mình về cách mà xử lý mà khi bé nóng sốt nha các bạn nên chú ý những cái kinh nghiệm của mình. Các bạn nào có xem qua video này thì nhấn đăng ký để nhận được cái những video mới nhất chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống. Vâng, để giúp ta trao đổi với nhau. Các bạn nào có những ý kiến gì hay thì để lại comment bên dưới cho mọi người cùng biết nha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn.